Ván cờ là một cuộc chiến căng thẳng bởi toàn là chiêu thức ác hiểm, như tên đã bay khỏi cung, không thể nào rút lại, được ăn cả, ngã về không. Lần đụng độ giữa Tả Tĩnh và Miêu Lợi Minh, năm 2016 giải vô địch cá nhân toàn Trung Hoa. Trong cuộc này thì Tả Cẩm Tiên đã phi tưởng, còn Miêu xí giáp pháo để đối trận. Tả tiến gấp một hoành xe để chuẩn bị dựa vào pháo xí giáp lấy làm cơ sở tăng hiệu suất đi quân của mình. Miêu mã 2 tấn 3. Tả lúc này điều xe vào sườn đánh đuổi, thì Miêu mã 8 tiến 7, phản cung mã chỉnh tề. Còn Tả dừng chốt 3 tấn 1, Miêu lấy xe 1 bằng 2 lộ diện. Tả cũng đưa pháo khiếp vào xí giáp để chuẩn bị ngựa này mới có thể phóng vào trong được. Miêu lấy xe này bằng 8 ngay, Tả Tĩnh mã 2 tấn 3. Miêu lập tức đưa pháo tách biên tam bảo hộ, mục đích là giành trước đường để chủ lực lộ diện. Tới đây Tả dùng mã 3 tiền phòng lên cửa hà, ít nhất là có chuyện vượt được qua hà tiêu diệt một chốt lấy làm thực lợi. Miêu dùng pháo 4 bằng 5 đánh trả ngay. Bởi vậy mà cuộc cờ bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn, mã còn lại khó lòng giữ nổi binh trúc lộ. Chưa kể rằng nước cờ mã 8 tiến 7 cũng hoàn toàn không thể, khi mà xe 2 của Miêu diệt pháo 8 ngay. Lựa chọn của Tả xi 4 tiến 5 phòng thủ người, rời Miêu bình 5 tấn 1. Khai cục có tính biến đổi, từ chỗ không đầu pháo, nhưng Miêu tới đây đã biến chuyển một cách linh hoạt, để cuối cùng, mặc dù hậu suất, nhưng thế pháo đầu mã đổi hình thành hết sức rõ ràng. Tả Tĩnh xe 6 tấn 1 mạnh, thứ nhất là quản lý chốt, và thứ hai để ngăn cản cho nước cờ mã 7 của đối phương phát triển. Lựa chọn tới đây của Miêu đưa pháo này của chốt thành công, rồi chuẩn bị bằng 5 tràn qua hạ, cho nên Tả một nước dùng mã 4 phi xuyên đường tâm đánh đuổi nhằm pháo trúc lộ. Miêu đã dùng pháo quay đầu về nhờ chốt tạm thời yểm trở để tiếp tục lấy xe này bẩn sang chém luôn cả binh bên kia. Tả Tĩnh đánh một cách quyết liệt nhằm vào mã của đối phương, nếu như lựa chọn mã 3 tiến 5, đương nhiên tạm thời có thể giữ được tính liên hoàn của đôi ngựa. Nhưng tới đây Tả còn có một nước cực hiểm, mã 6 phi ra ngoài tạo. Nhưng không phải chỉ mỗi việc đe phục tấn chiếu, mà chỉ cần lấy pháo này bắt thẳng vào xe. Miêu thấy trước một lúc tới hai việc, nhưng không thể nào ngăn cản. Xe đường hai kiểu gì cũng toi, cho dù có lấy xe này tấn chạy đằng trời, hoặc là tạt ra đường biên, thậm chí mã 8 chỉ cần tấn 7, bắt buộc ngựa quay đầu về, rồi chính thức sẽ phải mất mạng. Bởi vì tới đây, sau khi đỏ lấy xe này kê vào, mã thì đã bắt xe, xe thì đã bắt ngựa, lấy xe này tấn 1, thì ngựa ra đi đã đành. Mà cho dù thấy trước hiểm cảnh khi đối phương lấy xe 6 bẩn sang để chuẩn bị bắt luôn cả xe còn lại, cũng không có cách nào để ngăn cản được. Tới đây, nếu như sĩ 6 tiến 5 tìm cách để đòi lại quân, thì việc pháo 8 bẩn 7 giờ chỉ cần đưa xe này rút chạy về, rất khó khăn. Giả thử đen tiếp tục lại dùng pháo biên quay đầu về đánh đuổi, thì chuyện cũng khá đơn giản mà thôi. Khi mã 7 chỉ cần rời về đường 8, pháo đe tưởng, tưởng 3 phải tiến 1, rồi tiêu diệt xe, pháo 9 vọt sang. Đây chắc chắn là một thế trận bại cả 10-10. Khi hoặc là dùng mã 8 tiến 9, đã quân, hoặc là dùng mã 8 tấn 7, tướng bật ngựa, rồi điều xe vào, dư sức để công sát, Miêu sẽ phải sớm bại. Cho nên cũng là cơ sở cho hình cờ thực chiến, không thể nào tháo chạy ngựa một cách tùy tiện. Nếu như lựa chọn mã 3 tiến 5 tấn 7, mà theo một kiểu bố cục chuẩn, Miêu tới đây mã 3 rời về đường biên. Gọi là bố cục chuẩn, tại vì những gì mà nhị vị đang bày biện chỉ là một bố cục theo sách giáo khoa. Lựa chọn của Tả Tĩnh, mã 8 phát triển ra biên hải, rời Miêu đưa xe 2 tấn tồn hạ, đuổi vào mã ngay. Chẳng là lông gì vì đường đi nước bước ở cuộc này, Tả Tĩnh, mã 6 lại rời về trung lộ, chuẩn bị cho con đường phát triển về lâu dài. Mã hoàng tử, tức là mã 5 tiến 7, để nhân tiện vừa công lẫn thủ vẹn toàn. Còn Miêu thì mã 7 tiến 5 ngay, che chắn kịp thời cho đường xe của đối phương, vừa cũng như chuẩn bị cho việc xuất kích của mình. Sau khi Tả Tĩnh đưa mã 5 tiến 7, câu trả lời của Miêu chính là việc bằng xe vào mời đổi. Và Tả nếu như đổi thì mã 5 đối phương tiến 3. Thành ra mỗi bên đều có những điểm dè chừng riêng. Nhưng tại vì chiến xe còn lại của Tả rất khó để khai thông, cho nên Miêu lại dễ chơi hơn một chút. Bởi vậy Tả đã điều xe vào giữ lại chiến xe mạnh. Miêu xe 8 tiến lên cửa hạ, tìm cách để chiếm giữ một vị trí quan trọng. Tả Tĩnh biết tâm điểm của cuộc chiến này là trung lộ của đối phương, cho nên pháo 4 tấn 1, chẳng gì khác ngoài việc pháo 4 đưa vào cả. Miêu Lợi Minh mã 1 tiến 3, từ từ để củng cố trận địa. Tả lấy xe 1 bằng sườn, thì Miêu bằng chủ lực sang mời đổi.
Tả cứ để nguyên vậy, nếu như đổi thì mã bảy của mình tiền đường lại ngọa tạo phục lấy nước chiều ngay. Cho nên lựa chọn của anh phò 4-7-5 nhằm có thể giam cầm gây nên một sức ép không hề nhỏ vào pháo, chốt, ngựa và mặt tướng của Miêu. Miêu làm gì C4-5 làm dày trung lộ. Và Tả thừa cơ thò pháo qua, ít nhất là thế liên hoàn này Miêu cả đôi ngựa sẽ bị đánh cho tơi bời. Cho nên Miêu đưa ngựa rút chạy về ngay. Và Tả Tĩnh ngay lập tức đã điều xe sang liên kết với chủ lực còn lại nhằm có thể đe dọa vào đối phương. Lúc này pháo có thể vọt lên chốt mà chiếu tướng được. Nhưng tới đây Miêu lợi mình mã 4-5, quân ngựa hết thoái lại tiến. Nhưng rõ ràng một chuyện là Tả Tĩnh gần như không thể nào tìm ra cách để tiến công, cứ giảng qua giảng lại. Còn Miêu thứ tự vừa rồi hợp lý vô cùng để làm cho phía cánh phải của mình chính thức đã được an toàn. Tới đây Tả đôi xe liên kết nhau để chuẩn bị dùng xe quay đầu về kích đổi, bớt đi một chủ lực. Nhưng nếu như đổi thì chiến xe còn lại lúc nào cũng có thể thăng lên, tại vì quân xe phía bên kia không thể nào điều sang cánh phải của Tả mà công sát được. Miêu đành lấy xe 8 tấn chạy. Rồi Tả tới đây dùng pháo 8 quay đầu về. Nước cờ đơn giản nhưng lại rất hiểm, chuẩn bị để có thể ngấm ngầm đưa xe đối phương vào hiểm cảnh. Dùng pháo này cuột lên, chém được chốt, nhân tiện bắt luôn cả xe. Hãy cùng xem cách mà Miêu đối phó chuyện này, bỏ mặc mà đưa xe 4 tấn một mạch để bịt ngay eo tường. Đây là một nước cờ mang ý nghĩa rất sâu xa, trông thủ lại tàng công. Nếu như Tả đưa pháo này chém được chốt, hòng vào đường xe này đe lại sát chiêu và pháo đang còn bắt xe bên kia của Miêu tất bại. Tại vì Miêu còn có nước hiểm, đưa tướng quân xuất công, giải sát lại hoàn sát ngược, tức là xe 4 tấn 1, y chang như đối phương vậy. Cho nên còn một vài cách mà Tả Tĩnh có thể xoay trở, nhưng việc tướng quân trốn chạy đã không thể nào. Phương án thứ nhất là gì? Dùng mã 7 rời về trung lộ, thì sẽ bị Miêu pháo 9 kê vào sườn đuổi xe. Bởi vậy hai xe này không còn liên kết nhau, xe 4 bằng 3. Giờ tiếp tục mới lấy xe 8 tấn 1 đe vào trung tường. Xe này mà chém được tường thì đương nhiên về phía của Tả sẽ phải xin hàng. Lúc đó hoặc là xe này tiến 1 hoặc là kinh thành cũng ráo rác cả. Bởi vậy phương án này thì tốt rằng về phía của Tả không thể nào cầm cự, tại vì quân tưởng ở giữa trung lộ có trời mới giữ nổi. Còn phương án thứ hai, để giải sát lấy pháo 5 lạch sang. Về phần của Miêu cũng chỉ cần xe 8 tiến 1 để bắt tưởng, tưởng vỡ thì thua thảm. Còn nếu như lấy xe này tiến đổi hoặc là bất kỳ một chiến xe nào thì cũng vậy cả. Khi chỉ cần thuận đổi xe này tấn lên rồi rõ ràng là pháo sườn mất mạng, đương nhiên về phía của Tả Tĩnh cũng phải thua rất thảm. Cho nên đó cũng là lý do trong thực chiến thì âm mưu đánh trả của Tả Tĩnh là rõ ràng vậy. Nhưng Miêu dùng xe 4 tấn một mạch mà Tả không thể nào vác pháo để bắn được chốt. Lựa chọn bắt buộc dùng xe 4 quay đầu về, cố thủ vào trung tường. Miêu vẫn chủ động đưa tướng quân xuất công đứng chờ đợi trước. Tả dùng mã 9 quay đầu về. Quân lực của Tả Tĩnh lúc này cơ cùng lấy nhau rất khó, thậm chí là có phần chen chúc lộn xộn hơn cả. Pháo và mã kể cả đuôi xe, đây hoàn toàn không phải là những vị trí thích hợp có thể chiếm đóng được lâu dài. Hai pháo thì gánh kiểu này làm sao mà phòng ngự lẫn tiến công. Thực ra đứng ở trong sườn nhưng chẳng hề mang ý nghĩa nào khác ngoài việc phòng thủ một cách bị động. Đặc biệt rằng chiến mã ngay đường 8 thì đành phải lui về để tìm cách phòng ngự khi mà mã 8 tấn 7 chuẩn bị tiếp theo. Còn về phía của Miêu, quân lực phát triển lại trở nên vô cùng dễ dàng, mã 3 tấn 2. Tả Tĩnh đưa mã 8 tiến 7, rồi Miêu bình pháo vào kê đuổi. Đôi xe không thể nào liên kết nhau, bởi vậy sức phòng ngự lại yếu đi một bậc. Xe 4 bằng 3 vẫn chưa thể nào ra trận được. Tới đây Tả Tĩnh lại phải vất vả chống đỡ với một đợt tiến công tiếp theo của đối phương. Khi mã 2 nhảy qua đánh một cách giáo giết, hoặc là trung tưởng hoặc là chiến ngựa ngay đường 7, cho nên Tả buộc phải bành pháo giang để có thể dựa vào đôi pháo giang tìm cách để ngăn cản. Miêu bành pháo giang ngay, chuẩn bị cho một cuộc tiêu đổi, ít nhất là vậy. Tả chẳng còn cách nào, tại vì giữ nguyên thì pháo này cũng cứ vọt lên như thường. Rời pháo 8 bành 6 thì xe 8 bành giang e rằng không còn gì Tả Tĩnh tiếp tục cả. Bởi vậy đưa pháo này thuận đổi thì Miêu lệnh mình đưa mã 4 tiến 3, chính là một cách hay. Khi tới đây nhân tiện bắt lại quân, nhưng trước nhất lấy xe này có thể tiến 1 đai thành sát chiêu mà chẳng còn cách nào tướng quân phải bật ngửa. Và đương nhiên cũng vì vậy mà chiến pháo đường sườn không thể nào toàn mạng. Nhưng tới đây Miêu không phải lấy xe này diệt về pháo mà bất ngờ đưa mã 3 tiến 5 chém bay đầu vào trung sĩ. Nhân tiện là mã này đang bắt được xe của Tả. Nhưng tại vì
Tạ còn có cơ sở khi phó tám bằng hai bắt được xe của Miêu. Cho nên thành thử ra, sau khi Tạ dùng phó tám bằng sang là nước cờ bắt buộc, thì Miêu làm gì? Không phải là dùng mã 5 tiến 7. Dùng xe này tiến 1 mới là đòn thật hiểm. Tướng quân leo lầu 2, giờ chính thức đã ra tay bắt trắng một xe của đối thủ. Nhân tiện là để cho pháo đối phương còn lại đúng rơi vào hiểm cảnh. Thế đấy, Tả Tĩnh đưa pháo này lệch sang mà chiều tướng trước. Tướng quân vào trung lộ, rồi hăm hở đưa mã 7 tiến 8 ngay, để chuẩn bị cho một cú dễ chết cuối cùng, chính là việc mã 8 tiến 7 mà đe dọa. Nhưng về phần của Miêu lại rất hay, đưa xe 7 thoái 1, tướng quân rời về, rồi mã 5 thoái về đường 7. Tả Tĩnh đã suy ngẫm thêm một hồi rất lâu, rồi buông bàn mà xin thua trận. Tại vì sao? Thứ nhất là không thể nào tiến công bằng hệ thống tam tử này. Khi mã 8 tiến 7, mã đối phương chỉ cần quay đầu về, đưa pháo này tiêu diệt lên. Thứ nhất là dĩ có thể bắn lại pháo ở chòi góc. Thứ hai là về phần của Miêu chỉ cần lấy xe 7 tấn 1, nước cờ lưỡng chiếu để tướng quân leo lầu, rồi móc vào thành sát chiêu. Cho nên bắt buộc rằng phải giải sát trước, chưa đưa pháo bắn mã vội. Tới đây lấy tường thoát về thì sao? Xe vẫn diệt tường, tướng vẫn leo lầu, vẫn bệnh xe. Và tướng quân phải vào thì chiến xe này toi mạng thì cũng thua rất thảm. Cho nên muốn tiếp tục ở cuộc cờ này chỉ còn một phương án cuối cùng, lấy xe này cảm tử vào mã. Nhưng xe 7 chỉ cần tiêu diệt, kẻ ác hiểm là vẫn đe dọa ra sát chiêu. Bởi vậy lấy tường mà tháo đi trước, thì chỉ cần lấy xe này bắt luôn cả pháo còn lại, đương nhiên không còn gì Tả Tĩnh có thể vùng vẫy cả. Thế nên chỉ còn cách lấy pháo này tiến lên diệt mã. Nhưng mất hàng loạt quân chủ lực, làm sao tiếp tục có thể công cự? Một pha đánh trả rất đẳng cấp của mãnh tướng Miêu Lợi Minh. Còn lần gặp tiếp theo gây cấn hết sức giữa mãnh tướng Hoàng Trúc Phong và Thiên Mã Vương Mạnh Thần. Trong cuộc thì Hoàng Cẩm Tiên đã phi tưởng, Mạnh Thần hậu sớt nhưng chọn trung pháo để phản công. Hoàng đưa ngựa nhảy lên, Mạnh mã 8 tiến 7, Hoàng bệnh xe, Mạnh xuất xe, thì Hoàng đã chọn lửa mã 8 tấn 7 nhảy cánh còn lại. Mạnh Thần dùng chốt 7 tiến 1, Hoàng cũng vậy đối binh, rồi Mạnh dùng ngũ thất pháo để triển khai, chuẩn bị là nước cờ quen thuộc, dùng chốt 3 tiến 1 để đe dọa. Hoàng mã 8 nhảy lên ngay, để một nước ngăn chặn đường xe phát triển về sau. Nhưng đổi lại trung binh khá chống chảy, Mạnh Thần đưa mã 7 tiên phong lên cửa hạ, Hoàng Trúc Phong si 6 bổ lên. Mạnh bất ngờ lấy pháo 5 bình 7 để rơi hình, tìm cách gây sức ép vào chiến ngựa còn lại. Lựa chọn của Hoàng Trúc Phong, xe 9 hoành lên, và Mạnh Thần đã bổ tường. Hoàng lại điều xe vào, Mạnh dùng pháo 3 quay chạy về đúng hai nước, chứ chẳng phải là mã 2 tiến 1. Nước cửa này mã 2 chuẩn bị nhảy vào trong, đường công nét thổ sẽ tích cực hơn rất nhiều. Hoàng Trúc Phong dùng xe 6 để áp cầu, Mạnh Thần buộc phải phóng ngựa lên, còn nếu như chẳng xe bệnh sang thì mất mạng. Còn tới đây, Hoàng đưa xe tả sang lộ bên kia nhằm có thể gây khó khăn, ít nhất là Mạnh Thần sẽ phải dùng mã 6 tiến 7. Bởi vậy mà cánh trái đã bị mỏng yếu đi, cho nên Hoàng Trúc Phong lấy pháo tấn thẳng để nhốt chặn. Chiến xe đường 8, Mạnh Thần gần như không còn cơ hội để ra trận. Đánh trả việc này, Di 4 bổ lên, chuẩn bị lấy pháo này tiến 1 đuổi xe, bắt được pháo của Hoàng. Pháo Hoàng bởi vậy mà dùng quay trải về nhòm vào trung tưởng, vỗ chiếu được thì trận địa tan tành và chiến xe đường 8 của Mạnh Thần cũng phải mất mạng. Cho nên tới đây Mạnh lại đảo di về, thì Hoàng Trúc Phong lại dùng xe quay đầu đuổi vào pháo 7. Pháo 7 của Mạnh Thần dùng để thoái 1, và Hoàng bất ngờ điều pháo vào. Thứ nhất là cuộc đổi không thể nào tránh khỏi giữa hai xe, Mạnh Thần đành phải lấy xe này tấn đổi, ngựa quay đầu, rồi lại tiếp tục dùng mã của mình mà rút chạy, để ngăn cản đối phương đưa xe 4 tiến 1 gây khó khăn pháo, và thành thử chiến ngựa đứng bên kia cũng không còn. Còn tới đây, Hoàng chọn ra âm mưu thứ cấp, dùng pháo này quật tường ngay, tường 5 buộc phải thoái 7, rồi đánh đơn giản đưa xe vọt sang cả ngựa. Khi mà chiến xe còn lại của Mạnh Thần còn chưa kịp xuất đầu lộ diện, kinh thành đã bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng. Pháo mã thì khá dở dàng, mất xe lại không bằng quẻ tường, làm sao mà phòng ngự được lâu dài. Tới đây Mạnh Thần dùng binh 7 tấn 1, và Hoàng Trúc Phong cũng dùng binh tiến lên ngay, chứ chẳng phải lấy tường này gác lên để cho đối phương lợi ra một tiên cờ phát triển. Tới đây Mạnh Thần không còn cách nào lấy binh này tấn đổi, thì xe của Hoàng rời về nhân tiện đuổi ngựa. Ngựa lại đảo về một nước, giờ tiếp tục lấy tường này mà tấn diện không ngần ngại. Tại vì chuyện dễ hiểu, khi pháo này cuột lên tường,
thì C7 chỉ cần bằng 3, đánh tử một trong hai, Mạnh sẽ phải sớm bại. Cho nên ngay tại đây, lựa chọn của Mạnh Thần, tượng 7 đã bổ lên truy đuổi. Và Hoàng đưa C7 tiến hai trường, nhòm thẳng vào trung tâm. Pháo chém tượng thì tất nhiên tượng này mất mạng trước, rồi ngựa sẽ ra đi sau. Cho nên lựa chọn mã 7 tiến 6 là lẽ bắt buộc, vừa phát triển, vừa có thể giữ lại trung tượng. Hoàng nhảy mã qua, đánh một cách giáo giết để chuẩn bị lấy luôn cả tượng còn lại khi nào thời cơ thích hợp. Nhưng việc trước nhất sẽ hiểm ác hơn, mã 6 chỉ cần tiến 8 mà thôi, đầy đủ để đe dọa. Và chiến xe còn lại của Mạnh Thần hệt như mảnh chỉ treo chuông, thậm chí là còn chưa kịp xuất đầu lộ diện thì đã sớm phải mất mạng. Cho nên Mạnh Thần C1 bằng 2 đánh đuổi. Hoàng lúc này vác pháo chạy là thừa cơ đóng nhập vào trung lộ phản công. Mạnh Thần C6 bổ lên, rồi Hoàng lấy pháo này bắn được chốt. Và Mạnh Thần đưa pháo 7 tấn 1 đuổi xe. Xe của Hoàng lại rời một trường. Giờ tiếp tục Mạnh lại vươn xe lên hạ đuổi vào ngựa. Nhưng con ngựa này Hoàng Trúc Phong lựa chọn mã 6 tiến 5 đạp luôn cả trung tượng. Bởi vậy Mạnh Thần chẳng còn cách nào đưa mã 6 quay đầu về. Câu trả lời của Hoàng dùng C7 ủi luôn cả pháo bên kia. Xem như hai cuộc tiêu đổ vừa rồi, mỗi thương vụ Hoàng Trúc Phong lời về một tượng. Kinh thành của Mạnh Thần lúc này chẳng còn có gì, đồ sĩ thì đứng cho có mà thôi. Cho nên chiến ngựa cũng chẳng còn cách nào, bất đắc dĩ là một quân tượng còn lại. Lựa chọn của Mạnh Thần C2 bằng 5 đuổi pháo trung lộ, thì Hoàng lấy pháo 5 bình ra đường 8. Xe theo mãi thì không ổn, tại vì pháo cứ vậy mà đưa vào. Cho nên tới đây xe lại chém chốt cầu thực lợi. Và Hoàng đưa pháo 8 cầm đáy ngay, chuẩn bị rút xe về thành ra một sắc cục. Cho nên xe 5 buộc phải bình 2 để ngăn chặn. Và Hoàng đưa pháo tả ra đường biên, Mạnh đưa ngựa thúc tới. Thiên mã vương chính là cơ hội để anh có thể tận dụng vào chiến mã này, lập công đầu. Nhưng chuyện có dễ như vậy. Hoàng lấy tượng đảo về phòng ngự, Mạnh nhảy mã lên, thì Hoàng tiếp tục đưa mã mà phát triển, chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi đối phương đưa ngựa này thúc tới, thì sao? Hoàng đánh một cách đơn giản, để ngăn cản mã 6 tiến 7, giật bệnh xe xét cục, là chỉ cần rút xe về ngay vị trí này, vừa bắt lấy xe để xét cục, cho nên xe 2 buộc phải tháo chạy. Giờ chính thức tạo ra cuộc đổi, và Mạnh Thần cũng còn cơ hội, xe 2 bệnh 1. Nhưng thứ nhất là chiến xe phải chui vào gốc ban đầu, và thứ hai vỡ đi đôi tường, và thứ ba xe của đối phương thì linh hoạt, cho nên kiểu gì cũng thành ra một thế mà Mạnh Thần chỉ có thua. Hoàng đưa mã 3 tấn 2 để tranh thủ bắt chốt còn lại. Mạnh Thần tiến chốt cánh bên kia thì Hoàng đã ra tay đe bất pháo, pháo khiếp chạy vào, giờ tiếp tục bệnh xe chiếm trung. Mạnh cao xe lên đuổi ngựa, ngựa quay về nhòm pháo sườn. Xe này bệnh sang đánh bất trả, rồi mã 3 thoái về đường 2. Mạnh đưa pháo 6 bệnh 1. Hoàng Trúc Phong nhảy mã về, Mạnh đưa C7 bệnh ra, chuẩn bị nước cờ tiến chốt này lên kích đổi, rồi hy vọng ở một cuộc cờ hòa. Hoàng mã 4 tấn 3. Sau khi tới đây, đối phương đưa chốt này tiến 1, bắt buộc Hoàng sẽ phải đổi. Rồi tiếp theo, lấy xe này tấn diệt, thì Hoàng Trúc Phong đưa bình biên tấn 1. Bàn cờ lúc này còn đúng 5 quân đánh với nhau. Hoàng Trúc Phong nếu như không kể sĩ tưởng thì còn xe mã chốt, còn Mạnh Thần còn xe pháo trơ trọi. Nhưng việc thiếu vắng đi đôi tưởng cho nên khả năng để thủ hòa ở hình cờ này Mạnh Thần sẽ trở nên rất vất vả. Nhưng nói như vậy cũng không phải là dễ dàng. Đây là một tàn cuộc cấp cao mà đỏ chỉ cần đi xa một nước thì thành ra thế hỏa ngay. Lựa chọn của Mạnh dừng C1 quay đầu, Hoàng đưa bình vượt qua hà. Giờ Mạnh Thần C1 bình 7, Hoàng bình chốt. Mạnh tiếp tục lại trồng pháo sang, chỉ cần tiêu đổi được, hòa chặt, hoặc là xe này đổi cả xe còn lại thì cũng hòa. Hoàng bởi vậy mà vừa đánh vừa phải rút quân, mã 3 quay đầu, Mạnh điều pháo vào, Hoàng Trúc Phong tấn xe lên, Mạnh bình pháo thăm dò, Hoàng dùng xe này tiến tới, Mạnh bình pháo trước, rồi Hoàng dùng mã 4 lại tiến 3, thì Mạnh pháo 6 lại dâng lên ngăn cản, tất nhiên là cho chuyển mã 3 tiến 5 rất hiểm của đối thủ. Tới đây, Hoàng Trúc Phong lại dùng xe quay đầu, và Mạnh Thần đưa pháo tiến 1, cản tường để truy đuổi ngựa. Chốt này lệch vào yểm trở, bắt lại xe. Xe rút chạy, rồi gác di lên. Mạnh Thần dùng pháo quay chạy về, Hoàng bệnh chốt vào, và Mạnh bệnh pháo sang truy đuổi, thì mã 3 tấn đường 4 ngay. Thấy vậy Mạnh lại điều xe vào, Hoàng đưa ngựa rút chạy về lộ còn lại. Rồi Mạnh Thần pháo 7 bệnh vào đuổi chốt, thì Hoàng lại chốt trốn chạy. Xe này đã tấn 1 ngăn cản,
và Hoàng Trúc Phong di 4 tuần 5. Mạnh tới đây, Lý Sư Nảy tả sang cản ngựa, Hoàng di 5 đa tuần lên. Tất nhiên theo luật cờ thì cũng không thể nào cứ sàng qua sàng lại mãi vậy. Nếu như đếm đủ 50 lượt đi quân mà không ăn đi bất kỳ một quân nào, thì cuộc cờ sẽ được xử hòa. Bởi vậy Hoàng Trúc Phong cũng chẳng phải là không có sức ép nào. Còn Mạnh Thần thì cứ nhẫn nại phòng ngự, lấy pháo 6 tạt biên. Chuẩn bị là cắm lên ba nước thì chắc chắn thành ra một thế hòa, tại vì màn đổi không thể nào tránh khỏi. Cho nên xe của Hoàng phải rút chạy. Và Mạnh Thần bình pháo vào, Hoàng tới đây lại rời xe. Mạnh tiếp tục bình pháo sang đuổi ngựa, ngựa quay về cánh biên, rồi lại bình pháo đường 7. Hoàng bình chốt, Mạnh Thần đưa pháo 7 tấn 1, thì Hoàng vẫn nhảy mã lên bắt xe tiếp tục. Xe này lệch vào, thì lại dùng chốt 4 tấn 1 đuổi bắt xe. Xe này thoát chạy, giờ nhờ vậy mà Hoàng mã 3 phóng bật vào trung lộ, để chuẩn bị cho một âm mưu là dùng chốt 4 tiến 1 tiếp cận được. Bởi vậy Mạnh Thần đưa tướng xuất công, Hoàng lấy chốt vào trung lộ. Mạnh Thần đưa pháo 7 tạt biên, Hoàng mã 5 tấn 7. Mạnh tới đây dùng xe quay đầu, thì mã rời về bảo kê chốt để ngăn cản đối phương pháo 9 tiến 1. Tất nhiên bình không thể nào toàn mạng. Còn tới đây thì xe của Mạnh Thần đã quay đầu để ngăn chặn quân binh này tiếp cận lên, thì Hoàng đưa mã này thúc tới đuổi xe. Xe này bình vào, mã nhảy đường 2 đuổi bắt tiếp tục. Xe tả ra, rời mã lại đứng ngay đầu tường, một vị trí không thể nào cần kíp hơn. Trong cuộc cờ tản, xe mã chốt. Tới đây Mạnh Thần tường 6 vào trung lộ, Hoàng Trúc Phong đưa xe lao tới ngay. Mạnh Thần lại dùng xe 8 cắm chiếu, tướng leo lầu lại chiếu tiếp, tướng quay về, giờ dùng xe 8 rời về, kỹ thuật nhường tiên để cho đối phương thi triển. Lựa chọn của Hoàng, mã 3 rời về trung lộ, Mạnh xe 8 bình 7, giờ Hoàng Trúc Phong mã 5 tuần 6 ngay. Thấy vậy Mạnh đưa tướng quân xuất cung, và Hoàng lấy tưởng đã gác lên. Mạnh Thần sĩ 5 cũng bổ, giờ Hoàng đưa chốt để tấn 1. Không thể nào ngăn chặn đường chốt có thể tiếp cận vào cửa thành. Mạnh Thần đã dùng pháo quay về ngay, thì Hoàng Trúc Phong bất ngờ dùng chốt này chém luôn cả sĩ trời gốc, dẫu biết đối phương còn đúng xe 7 để phòng ngự. Nhưng tới đây còn có một cách, dùng xe 5 tấn chiếu ngay, trước khi đối phương lấy pháo để đóng trả vào, hóa giải. Bắt buộc là tướng quân thượng lầu, giờ tiếp theo là mã 6 tiến 5. Mạnh Thần nhận thấy một lúc không thể nào cầm cự, hoặc là mã này chém luôn cả sĩ cũng thành ra là một thế sát kịch độc, hoặc là mã 5 quay về đường 3 cũng không thể nào đỡ nổi, đành phải hạ ngay. Một màn vật vũ rất hay, Hoàng Trúc Phong đã chứng tỏ một năng lực siêu hạng về kỹ năng cờ tàn của mình.